Nhắn lên tí. Vừa là đỡ, đã ngứa liền. Này nó bị ngứa với lại cái mặt nó bị nặng á chị. Nó bị nhức á, tại vì nó viêm nhiều quá. Với lại là mụn nó dày quá. Đi ngủ cho anh. Cái khăn đắp lại.
Bữa đi thứ mấy chứ hả chị? Em thấy mà mấy em mà nhanh dữ ta. Vô đây con. Bữa thứ mấy qua em? Thứ năm. Thứ năm à? Thứ năm mà đi như vậy là hơi sớm á chị. Tại vì nó muốn hết cho lẹ. Ý là mình đi sao đi tuần đi lần. Dạ bữa em dặn tuần một lần đi vậy hơi sớm. Dạ để cho nặng cho hết nó ngứa lại đó. Ngứa với mấy ngày nay nó lên mũ lại. Bữa la quá em tưởng nó là bỏ chạy luôn. Về về qua ngày sau đỡ ngứa cái nói nó ráng. Để nghiêm trọng quá mới đi. À, thì giờ sợ mấy cái đen đen này nè lên nặng cho nó về cho nó ấy sợ nó bị viêm á. Về đó nó xì mũ nhiều lắm mấy ngày nay đầu lên mũ lại. Mấy đó chị phải uống thuốc thêm. Chị kết bạn Zalo chị gửi chị gửi kết bạn Zalo với em gửi chị cái thuốc này. Chị mua cháo uống này. Cái thuốc kia coi thuốc bác sĩ dữ liệu còn không? Còn. Cái thuốc coi bác sĩ dữ liệu đang uống cái ghẻ cái chân tay nữa kìa. Hết à. Giờ nó mấy nay nó ngứa nó xì mũ lại thấy vậy đi cho sớm để nó nặng mấy cái chỗ này. Cứ nghĩ nặng nó cho ra lẹ để cho nó mụn viêm mà sợ nó viêm phải phát một tuần á chị. Bữa nay thứ hai phải không? Thứ ba, ngày thứ ba. À, ngày thứ ba hả? Thứ ba. Có mấy cái chỗ viêm mà nó ra hết cái chất độc rồi. Thấy nó đen quá. Đó, mấy máu này bây giờ nó ngứa lên. Này nó chịu nào nổi á. Ráng. Đó, phải ra hết mấy cái này mới được. Thanh niên thanh niên chứ đau. Vậy là quá giỏi rồi chị. Từ món món là đấy cổ. Sao con? Rất cái gì vậy con? Ý là nó nằm tuột cái xuống nó mỏi cổ. Có được nó rộng.